Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay và ngày mai. Thưa quý vị và các bạn, trong sáng nay đã có thêm một đợt không khí lạnh mới tăng cường tràn xuống Lệ Châu, khiến cho Bắc Bộ trời nhiều mây, đến trưa chiều trời có nắng muộn nên nền nhiệt có xu hướng giảm nhẹ từ 21 đến 23 độ. Độ ẩm trong không khí tăng lên mức 65%, cảm giác se lạnh buốt giá, hiện tượng sương mù lại gia tăng hơn. Về chiều tối và đêm muộn, trời rất đậm, nhiệt độ thấp nhất ở vùng núi và trung du với mức nhiệt từ 10 đến 13 độ, vùng núi cao dưới 9 độ. Dự báo được rét đậm rét hại này kéo dài cho đến ngày 12 tháng 12. Khối không khí lạnh Lệ Châu kết hợp với hoạt động của trường gió đông trên cao cũng sẽ khiến cho trời nhiều mây và mưa nhẹ vài nơi. Mưa xuất hiện từ khu vực Nghệ An trở vào cho đến Ninh Thuận, làm cho nền nhiệt trong ngày ở miền Trung giảm thấp. Khu vực từ Thanh Hóa trở vào cho đến Thừa Thiên Huế với mức nhiệt chỉ từ 20 đến 24 độ, trời rét. Khu vực các tỉnh thành từ Đà Nẵng trở vào cho đến Quảng Ngãi với mức nhiệt từ 23 đến 25 độ. Còn khu vực từ Bình Định đến Bình Thuận, nhiệt độ cũng giảm, dao động từ 25 đến 28 độ. Khu vực Tây Nguyên, ban ngày cũng có mưa nhẹ rải rác ở vài nơi, nên nền nhiệt cao nhất ở Tây Nguyên không quá 28 độ. Vì gần chiều có mưa rào và dông rải rác ở khu vực Nam Bộ, vì thế nhiệt độ cao nhất trong ngày ở khu vực này cũng chỉ từ 29 đến 32 độ. Đến đêm muộn sang đến sáng sớm ngày mai, mức nhiệt ở Tây Nguyên hạ xuống, dao động từ 15 đến 18 độ, có nơi dưới 15 độ. Còn tại khu vực Nam Bộ với mức nhiệt từ 22 đến 25 độ. Trên biển, từ hôm nay sang đến ngày mai, trong đất liền có gió đông bắc mạnh dần lên cấp 2 lên cấp 3. Vùng ven biển cấp 3 lên cấp 4. Ở vịnh Bắc Bộ có gió đông bắc mạnh dần lên cấp 5, có lúc cấp 6 giật cấp 7, biển động, sóng biển cao từ 2 đến 3 mét. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, khu vực Bắc và giữa biển Đông, bao gồm cả vùng biển Hoàng Sa, vùng biển phía Tây của khu vực Nam biển Đông, bao gồm cả vùng biển phía Tây của khu vực Trường Sa có gió đông bắc tiếp tục mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7 giật cấp 8, biển động mạnh, sóng biển cao từ 2 đến 5 mét. Thưa quý vị và các bạn, theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia thì từ nay đến hết năm 2021 có khoảng từ 1 đến 2 cơn bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động trên khu vực Biển Đông và có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền, tập trung ở các tỉnh phía Nam. Những tháng đầu năm 2022 vẫn có khả năng xuất hiện xoáy thuận nhiệt đới hoạt động trên khu vực Biển Đông. Theo như mô hình dự báo sớm thì khoảng đầu tuần sau, tầm ngày 16 tháng 12 trở đi, trên khu vực Biển Đông sẽ hình thành một áp thấp nhiệt đới từ Philippines chuyển sang, có thể mạnh lên thành bão di chuyển theo hướng Tây Bắc. Mọi diễn biến tiếp theo chúng tôi sẽ liên tục cập nhật trong các bản tin sắp tới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.